Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn cắm hoa của Hoa Tươi Tường An. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm một bình hoa để bàn thờ vô cùng đơn giản nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ gia cố xốp vào bình, sau đó chúng ta sẽ uốn cong phần lá mật cật để tạo hình dáng mới lạ, dùng hương cây khô để tạo dáng phía trên, cắm 3 lá mật cật phía bên tay trái, cắm 3 hoa mõm sói trắng bên phía tay phải, cho thêm một ít lá dương xỉ phá phía dưới bên tay phải và ở phía trước, cắm hoa hướng dương ở giữa theo dáng thấp dần nhưng không được cắm bằng mặt, mà chúng ta cắm phần hoa có dáng nhấp nhô tự nhiên. Thêm một ít hoa cát tường phía dưới bên phải của bình hoa. Các bạn cũng cắm cao thấp để bình hoa trông tự nhiên hơn nha. Chúc các bạn thành công!